Hello cả nhà, chào cô chú anh chị và các bạn đang xem. Sáng nay Út xin đi chợ nha cả nhà, nhưng mà tới đây Út ghé quán này ăn hủ tiếu. Quán này hủ tiếu rất là ngon và bán đắt lắm nha cả nhà. Khách ra vô tấp nập luôn nha. Bán hai người đứng, bán ba người luôn. Cái ông chồng này nè, ổng đem đi giao tới nhà luôn, chạy không kịp luôn cả nhà, nhìn thấy không? Xe cộ lớp nào người ta người ăn, lớp nào người ta mua đem về. Quán này tuy rằng một tô có 15k nhưng mà rất là ngon nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy không đó, rất là khách. Hủ tiếu đi, thấy không, hai người đứng bán luôn, ba người luôn mà còn bán không kịp nữa đó quý vị khán giả. Hủ tiếu này rất ngon nha, ai có đi ngang ghé quán hủ tiếu ấp cây da xã Hưng Xuân, huyện Hải Thịnh, Trà Vinh. Khách ra vô tấp nập luôn nè cả nhà, bán hủ tiếu này bán rất là ngon. Ăn hủ tiếu nha cả nhà ơi, hủ tiếu rất ngon nha cả nhà. Út xin mời cả nhà mình cùng ăn hủ tiếu nha. Rau nữa nè cả nhà, rau, rau bỏ vô chút. Út mời cả nhà mình cùng ăn hủ tiếu nha. Cả nhà ăn hủ tiếu nha. Đi kiều đi đấy, đi đi, để nhé, cho nó coi, đào luôn coi, cái gì cũng mỏ, không gì, ở đó sao đẹp, bây giờ tao xấu đẹp cho mày.
Yeah.